bán cho anh chị lại. Rồi. Trông này tao không nhỉ, trông đúng quàng quàng kiểu này, đúng dân cò này, dân dân bất động sản đấy. Có thể là giấy dùng các thứ thông tin khách hàng đúng không? Đang đi có đất. Từ đợt sốt ra lên được mấy làm ăn được mấy mảnh. Một hai mảnh tiền uống bia. Ông chủ hàng ga do mẹ không bán hàng bỏ bê cửa hàng chết. Anh kia mấy lần làm à? Có người nhà làm đàng hoàng. đeo chàng hát rồi. Đeo chàng. Không. Lấy đeo em đây anh nhá. Đeo này đeo đâu anh? Mấy tháng gặp ông Kiên rồi anh em quý nhau tình cảm là. Còn Điệp bây giờ lại gặp Lan rồi. Lại Điệp gặp Lan rồi. Rồi Điệp bây giờ là thế. Giới thiệu là cho Lan là con xe Vinh Hun chờ, xe Vinh máy Vinh. Đeo tràng hạt cho Điệp để cho Điệp. Được không? Em cứ tả xe có được không? Xe ngon không? Xe cực kỳ chất. Chất à? Máy Vinh, gương Vinh. Ừ. Tất cả đồ Vinh hết. Ừ. Ô, tầm Lan Vinh, từ một ốc rồi. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cho Điệp cái. Chào. Anh phải cái dung này đeo rồi. Thôi, có để cứ để đấy này. Ngại lắm. Không sao. Anh cái kiểu anh em chơi xe này. Chơi bởi đẹp trang biết sao. Hay đi biết. Người khách cả anh em nhá. Khách hàng nó mua nhà, mua cửa nó có để ý nó mua xe không? Riêng khách mua nhà, mua đất không bao giờ mua xe. Xe nó khác hai phải liên quan nhau. Đây rồi chìa khóa rồi. Lỗ máy này. Chật lắm. Xe này nguồn gốc xuất xứ nào? Bên Hà Nội. Xe có tổ lái hay là bây giờ không đi đến chính chủ đấy của tổ lái hay là của chủ này chính chủ này mua là già nhưng mà không đi nữa thì tôi bán đi chứ không bảo mày bán đi tao đi lên lên cái bình cũng làm cấp chính chủ mấy tháng có đi đâu đạp nổ không đi máy cực kỳ chất nhá bây giờ là em để cho anh bao tiền đấy em 18.500.000 đấy thì là chỗ anh em đấy anh báo em là 17 anh báo đấy. Em là 18 triệu ờ. À, Điệp bảo Lan là 18 năm là Lan bảo là 18 triệu Điệp bảo là Lan đưa Điệp trăm rồi nên Điệp cho ôm về công an chất thí nguyên văn câu chuyện anh câu chuyện như nguyên văn gì đấy xe chất nhá đấy anh em anh bảo ok xe vẫn lổ thôi đi qua cầu Nhật Tân có cảm lướt ngon không qua qua đi qua cầu Nhật Tân chạy im roi không có tiếng động ngó qua đi nhá đầu bò zin nhá tất cả đồ zin hết đấy thống nhất là mua của Điệp là 18 triệu đưa cho Điệp anh em grab bay về Đông Anh đang sốt rồi mình không sang bây giờ nó bọn nó vội mua hết anh em chạy đi sang đất đai giờ lướt sóng kinh lắm lãi suất ngân hàng đang rẻ trên này có mảnh nào ngon ngon để cho anh em giới thiệu trên này cái có nhiều có nhiều anh về đây đầu tư là làm ngon ngon đó nhưng mà Vin đang chuẩn bị làm à Vin đang làm không bà Nga là làm nhiều nhất bà Nga là mạnh nhất bà Nga là hơn với ông Bắc bên này ngày trước bà Nga bà cũng buôn mấy tháng có đi bán, xe pháo đâu bán xe máy mấy tháng có xe pháo gì đâu anh đấy hôm nay quý anh thì thôi sang bán đi gì bận nhiều việc ấy. Hơi thâm rồi nhỉ hơi thâm zin là zin rồi zin 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 rồi nhưng hơi zin 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 rồi hay mất cái bình hay cái bình 230.000 thôi bảo nhá Điệp có giải quyết lùi triệu 17 triệu thái bình bắt tay cái 17.500 không nói câu thứ hai đi về luôn người lính chỉ nói một lời thôi người Đông Anh cứ bán được 17 triệu bán người Đông Anh người lính một lời nói một lời bán được 17 triệu người lính chỉ nói một lời bán được 17 triệu người lính chỉ nói một lời ok chốt rồi thì Điệp 17 triệu nhá anh em đấy anh em nhà nó có tiền nó khác một khi nó là dân ok chào tất cả anh em nhá anh em cầm giấy tờ đi vào cái giấy bán tiền đây anh em ở Đông Anh như khi đất đã có thì tất cả là đất đã chịu hết anh bảo rồi đôi khi 1-2 triệu nó chuyện nhỏ nó tính làm cái gì anh em vào đây một xe của 17 triệu sơn Vin máy Vin nhá sơn này tem mát Vin đấy cái này chụp về nó vẫn như ngày xưa từ thời ngày xưa
vẫn nguyên vẹn vậy ạ. Trục ốc thì bình thường. Đấy. Vẫn zin của nó hết. Bô vẫn vô zin, vẫn theo xe. Toàn bộ cái lưng lũ là zin. Toàn bộ tất cả cái từ đôi gương, tay nắm, chìa khóa thay rồi. Chìa khóa thay rồi. Chìa khóa nó dài, chìa khóa thay rồi. Vỏ yên. Mút zin. Vỏ yên cũng từ ngày xưa đấy. Toàn bộ tay vấn đề là gì? Màu xanh tím đời 2001. Máy để đầu tư một cái bình, nếu anh em ai có nhu cầu thì mình sẽ kỷ niệm cho anh em một cái bình mới. Bình mới tinh bảo hành 2 tháng nhé. Xe nào bên mình bán ra, anh em bảo hành thì mình có mua của công ty cũng bảo hành 2 tháng cái bình. Không thì sao được. 17 triệu lên anh em 3 triệu nhá. Anh em nào vào việc thì mua. Vâng, 20 triệu đồng anh em nhá. Một chiếc 2001 bản sinh nhân vàng. Kiếm được con này và cũng rất là khó, không kiếm được đâu. Kiếm đâu, mua đâu. Đấy, trông rất là chững chạc, đi sướng. Xe này dài anh em, to cao đẹp dai. Đấy, ngồi đi cho sướng. Đấy, xoài. Phành rũi rũi luôn, con này nó là ngày trước đấy, ai đã từng dùng thì nó sướng luôn. Xoài. Em này lắp cho anh cái bình nhé, lắp cái bình mới cho anh. Đây cho. 20 triệu nha anh em nhá, 2001 ạ. Trong đó thì kỷ niệm cho anh. Ngay đó là tác giả của bài hát Em ơi Hà Nội phố. Địa chỉ 78 Chùa Hà nhé. Đó là nhà của nhạc sĩ Phú Quang. Nhà mình nhà 66. Em quay đấy, qua cây bằng lăng này ngồi nhà của nhạc sĩ Phú Quang đấy. Ông không còn nữa. Quán cốc gọi là Liêu Siêu một câu thơ. Khu vực đằng sau khu vực 52 Chùa Hà là khu vực của giới văn nghệ sĩ nhé. Nếu mà anh em ai đã ở Hà Nội sẽ biết là khu Văn Công Cầu Giấy. Nên là thời kỳ chiến tranh là cũng là một nơi tiếng hát áp tiếng bom đấy. Tất cả các nghệ sĩ sẽ đi hát cho bộ đội nghe. Để đầu quân đi vào Nam ra trận để nó đánh thắng. Tiếng hát áp tiếng bom. Xe này một chiếc xe dành cho nghệ sĩ nhá, mùng vòng đây. Vâng, một GZ150 nha anh em nhá. Đấy, hôm vừa rồi con này là có mua, em nhớ là có live trực tuyến đấy ạ. Đây là mua của Thái Mô Tô. Biển số 29P134738 anh em nhé. Chiếc GZ10 đây. Đây, dọn sạch xe ngon lành cành đào hết rồi anh em ạ. Đây, lên mâm lên kệ. Nhìn cho nó làm chứ. Xu ở dưới cùng anh ạ. Dưới cùng. Vâng, ở dưới cùng. Đang dò nó hơi lâu. Đây. Xe Nam. 4 nhé. Vâng. 34.500.000. Nó là sơn zin máy zin. Xe này vừa đầu tư 4.500.000 cái củ công tắc anh em này. Đây anh em nhìn củ công tắc này. Máy nó bị sứt một cái củ đè đây, vừa thay mới 4.500.000 nhá. Vâng. Hãng mình tức là mình là thợ sửa xe, mình sửa nguyên cái thay bộ công tắc này mất 4.500.000 này. Đây, anh em nhìn bên này đỏ bên này không? Vì tại sao một chiếc xe mình về mình phải sửa thật ngon. Thay của hãng nhá. Đây, công tắc vừa thay mới 4.500.000. Chưa có tiền công nhá. Anh em vào hãng theo loại này phải 2 triệu. Không có giá đâu. Đấy, giá mình vừa mua 450. 34.500.000. Trung Phương ok. 34.500.000 GZ150. Tiên thông ok, cảm ơn anh Trung. Cơ bản là nó thật ra khu này là đằng sau là khu Văn Công Cầu Giấy. Đây đây tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đều ở đằng sau khu này. Long Vũ rồi các bình luận viên bóng đá cái thứ là đây là khu đằng sau khu vực Chùa Hà này là khu Văn Công Cầu Giấy, anh em biết là dành cho các nghệ sĩ đấy, các diễn viên hài, các diễn viên đều có khu vực này nhá. Đấy, anh em biết là khu này cứ thế thôi, tuy rằng ở chợ xe nhưng mà cũng là dân trí thức đấy chứ không phải gì. Cái đất này nói chung là ngon lành rồi, anh em chỉ việc đi thôi. Cảm ơn anh em nhé, đây là... Có quay cái máy nhé. 34.500.000. Đây. Đẹp nhé, căng lắm, ăn có 2 lít 2 trên 100 cây rồi. Chế điện tử đây, phun điện tử nhá. Nó là chế 3 rồi. Khác nó to nhưng mà xăng ăn ít, đây anh em là cốp cũng đầy đủ. Hà Nội này, Cầu Giấy. Này nhà ngay đằng sau, hàng xóm cho mình luôn. Sơn zin máy, cả bà gái mình thay cả xe thay mỗi ngày. Rồi 34.500.000 anh em nhá. 2014 ạ, GZ150 anh em. Con GZ này thì